Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam Chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay Lộc miền Nam trên kênh nó không có về. Mong anh chị em quan hỷ phần tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai Chủ nhật 23 tháng 4 trên cái đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Ở đài Tiền Giang mình dự đoán cái cặp 0990. Ở đài Kiên Giang mình dự đoán cái cặp 3773. Ở đài Đà Lạt mình dự đoán cái cặp 4664. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong buổi chiều ngày mai.